Dậy, dậy ăn đi con. Qua đây. Thằng Long đâu rồi dì? Nó ở nhà nghỉ ngơi rồi, lát nữa nó vào. Dì đem đồ ăn vô nè, ăn đi còn nóng lắm. Ở nhà đem vô đó. Dạ. Sao rồi con? Dạ. Bữa giờ má con sao rồi? Chỉ tỉnh để ăn uống thôi à. Sau đó họ tiêm thuốc, lại ngủ rồi gì. Nè. Dạ. Ra đây. Đi. Anh Trang à. Dạ. Cầm tiền lo cho má con đi, chừng nào có trả gì cũng được. Trời ơi, tiền ở đâu mà dì có nhiều quá vậy? Của anh chị ở nhà bếp, gửi tiền chút ít để chia sẻ cho con. Với lại dì mượn thêm của mấy người bạn nữa, họ không cần tiền lắm đâu. Mình có thể trả chậm cho họ được mà. Nhưng mà bác sĩ có nói má con phải điều trị như thế nào không? Họ có nói là để theo dõi, nếu tình hình phát triển tốt hơn thì họ có thể cho mổ dứt điểm luôn dì. Ừ. Cô ơi, cho con đóng hết số tiền còn lại của bệnh nhân Trần Thị Mỹ Hạnh. Bệnh nhân này đã đóng đủ tiền viện phí rồi. Cô kiểm tra kỹ lại giùm con, tại vì lần trước con chỉ đóng một nửa thôi. Chờ cô chút nha. Không sai đâu con, sáng nay đã có người đến đóng đủ tiền rồi. Hay là Đức Long nó đóng? Nó làm gì có nhiều tiền như vậy gì? Cô ơi, cô có thể cho con biết tên người đóng tiền được không ạ? Người đó có yêu cầu là không được tiết lộ tên, nên con thông cảm cho cô ha. Con cảm ơn cô. Không có gì đâu con. Chị Hai, chị Năm. Vậy có thể là ai được? Chị Hai nói gì? Đã có người đóng tiền viện phí cho má con. Hay là có người họ hàng nào đó tốt bụng của tụi con. Nhưng mà chuyện má con nhập viện chỉ có một mình dì biết. Không thể hiểu nổi. Nó đi đâu không biết nữa. Sen. Dạ. Cậu Tuấn Anh có nói đi đâu không? Con biết cậu chích liền á. Con xin lỗi. Chừng nào cậu về, nói lên gặp bà nghe không? Dạ. Cái miệng thôi. Nói biểu cậu lên phòng nó gặp. Nói cái gì vậy? Nói lớn lên đi. Cậu qua đây. Nghe nè, nó nói với em là lần nào cậu về thì biểu cậu lên phòng nó gặp. Nói lớn lên. Cậu, bà kêu cậu là lên phòng bà á. Thank you.
làm gì không? Cậu định làm gì vậy cậu? Lúc nữa bà nội có hỏi thì nói là cậu uống xỉn, không có biết gì hết, cho nên là xe phải dìu lên phòng, nghe chưa? Nhưng mà sao? Hết tụi nó lì xì cho em nha. Được rồi. La la la. La 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 la. Tuấn Anh về rồi đó hả con? La 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 la. Ủa, tôi mới nghe tiếng thằng Tuấn Anh đây mà. Dạ, cậu Tuấn Anh về rồi ạ. Nhưng mà có một chuyện rất là quan trọng mà. Chuyện gì? Có thấy cậu về, cậu mở cửa ra ha, cái cậu đi lảo đảo vậy nè. Đi lảo đảo vậy á, lảo đảo vậy á bác. Cái con đòi là đưa cậu lên phòng, nhưng mà cậu không có chịu. Cái mặt của cậu á, kỳ kỳ sao á, vừa kỳ vừa lạ, vừa thấy ghê lắm vậy nè. Mặt như vậy hả? Bác, là cậu bị xỉn hay cậu lên phòng cậu ngủ rồi? Tuấn Anh, Tuấn Anh, dậy đi con. Dậy. Tuấn Anh, dậy rồi nói chuyện với con. Má. Tuấn Anh, dậy. Tuấn Anh, dậy đi con. Dậy đi con. Cái gì vậy? Dậy đi. Dậy. Ba. Nội, con thương nội nhất. Chỉ có nội mới hiểu con. Con khổ tâm lắm nội ơi. Con sao vậy? Còn ba nữa, con thương ba lắm. Con khổ lắm ba ơi. Con con biết rồi. Tuấn Anh, nhưng mà sao? Con khổ lắm, mọi người có biết không? Con khổ lắm. Rượu tôi đau rồi, rượu đau rồi. Ôi sao nó xỉn quá vậy nè, không biết. Con uống rượu. Trời ơi, Tuấn Anh. Ba uống với con đi. Uống nữa. Con thương ba lắm. Thôi, để mai hay nói chuyện với nó. Giờ nó xỉn con quá rồi còn. Con thương nội nhất đó nội. Con má, khổ lắm. Con khổ. Không bao giờ mà nó sẽ đến vậy đâu má. Chắc là nó buồn chuyện con hành trang đi mà. Thôi nằm đi con. Đi. Thiệt tình. Con khổ con tâm cái lắm. Con khổ lắm. Thôi được rồi, ngủ đi. Nội biết rồi, con ngủ đi. Đâu đâu. Thiệt, khổ cái thằng này ghê. Nội ơi, không biết uống rượu thì thôi đừng có uống. Trời ơi, sao con khổ vậy nè. Thôi ngủ đi con. Còn con xuống đây má nói chuyện. Cậu đi làm sớm quá ha. Nó nhỏ thôi. Đội tôi nghe thấy bây giờ.
Cậu 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 mấy hôm nay á, bà và ba cậu cứ hỏi cậu hoài á. Cứ nói là tôi về trễ. Ừ. Sen cũng không gặp được. Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Mở cổng đi. Dạ. Đi mà. Dạ thưa bà, cậu nói là cậu bận việc cho nên cậu phải đi gấp. Con không phải nói giùm nó, mà còn lạ gì tánh nó nữa. Dạ. Ủa má. Dạ thưa bà, con vô. Tuấn Anh đi đâu mà sớm vậy má? Nó đi trốn chứ còn đi đâu nữa. Trốn ai vậy má? Ủa, vậy con nghĩ ở nhà này ai là người hay nói chuyện với nó? Nó trốn má chứ còn trốn ai nữa. Má không gặp được nó hả? Hôm nay má sẽ tới nhà hàng coi nó định chạy đi đâu. Nó sẽ phải trả lời rõ ràng với má. Dạ. Cái thằng này vậy hoài. Nè. Con đừng có về hùa với nó nghe không? Dạ. Lát đi làm chở má qua chỗ nó. Dạ. Chào quản lý Hải. Chào quản lý. Gì? Dương, chỗ này không được gọn gàng lắm. Quản lý Hải tránh xa xa đó. Làm việc đi. Dạ. Bữa nay không biết có chuyện gì quan trọng mà đích thân quản lý Hải phải xuống đây kiểm tra ha. Bộ có chuyện gì quan trọng mới kiểm tra hả? Hả? Làm việc đi. Dạ. Nhìn gì? Ông ấy, mình đi làm vừa tới ông mặt nó xuống đây khó vô một giây. Nhớ sợ luôn nha. Hết muốn làm luôn á. Làm đi. Làm gì đây vậy? Dì Năm. Dạ. Dì làm cho tôi một tô cháo bầu ngư nha. Đó là lệnh của giám đốc. Ủa, cho ai mà làm đặc biệt vậy quản lý? Tôi cũng không biết nữa. Mà còn dặn là không được nói tên của giám đốc gửi. Nhà hàng còn đang biết bao nhiêu là công việc. Sao giám đốc lại phải làm như vậy chứ? Chỉ có trời mới biết được á. Thôi dì làm nhanh đi, xong gọi tôi nha. Anh quản lý đẹp trai quá. Cái gì? Là gì là gì? Tương Anh ơi, bà nội gọi kìa. Nghe nhắn đi. Con nghe nội ơi. Con đang ở đâu đó? Nội đang đi chơi, định ghé qua chỗ con đó. Dạ. Con đi ra ngoài rồi nội ơi. Mà sao nội tới không cho con biết trước vậy? Con bận thì thôi, nội chỉ tiện đường. Thôi để nội ghé qua nhà người bạn chơi vậy. Dạ dạ. Vậy chút nữa con gọi lại cho nội nha. Ờ. Mời vô. Nội. Con không ngờ nội tới lẹ quá phải không? À, con con tính trốn nội phải không? À, dạ. Con có không gì nói phải đi thật gì mà. Hết thôi, đừng có giấu nữa, ngồi xuống đây nội nói chuyện với con. Sao chuyện đó con tính sao? Nội muốn nói chuyện gì? Con đừng cố tình không hiểu nữa. Nếu vậy nội sẽ trực tiếp nói chuyện với Hành Trang, con thấy sao? Con đã nói chuyện với cô ấy rồi, cô ấy cần phải có thời gian để suy nghĩ.
Nó về nhà mình thì có gì thiệt thòi mà phải suy nghĩ chứ. Con có biết là nó đã đến nhà hàng Kim Ngân không? Dạ. Cô ấy không nói với con. Con nhất thiết Hạnh Trang phải đến nhà hàng khác để mời mua rau không? Con nên nhớ, nội muốn đứa trẻ phải được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy đủ. Chứ cái lình xình như thế này thì chẳng mấy chốc tới ngày sinh đâu. Lúc đó nội không tha thứ cho con đâu. Dạ con biết rồi, con cũng đang cố gắng đây. Nếu nội thương con thì nội đừng ép con. Nội chờ đến cuối tuần, nếu không thuyết phục được Hành Trang thì con sẽ dẫn cô ấy đến gặp nội. Nội nuốt đi. Trưa nay con mời nội đi ăn cơm nha. Cái thằng chỉ được cái lẻ mép thôi. Ăn. Nội à, thích đi ăn ở nhà hàng hay là đi ra ngoài? Nội thích ra ngoài. Vậy chờ con một chút, con đi chuẩn bị xe. À, nội thích đến khu nào? Đến nhà hàng Kim Ngân. Nội gọi cho cô ấy à? Con không nghĩ là mình phải đền bù gì đó xứng đáng cho Kim Ngân sao? Nhưng con không thích cô ta. Nội cũng không thích tính cố chấp của con đâu. Dù không là gì thì mình cũng phải lịch sự với phụ nữ chứ. Hơn nữa gia đình mình đã mắc nợ với Kim Ngân. Con chào nội. Chào con, lên đi con. Dạ. Lâu lắm rồi mình không kể ngửi với nhau. Nếu mình là chui da với nhau thì vui biết mấy. Tôi cũng mong như vậy. Nhưng thật ra chuyện này là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Tôi không muốn như vậy đâu. Tôi hiểu mà, tôi hiểu mọi chuyện. Nhưng bây giờ anh tính sao? Tôi cũng không biết làm sao nữa. Tôi gặp anh cũng là vì chuyện đó. Tôi hiểu mà, anh đừng ngại. Nhưng bây giờ anh tính sao? Đợi cô bé đẻ xong đi. Nếu Kim Ngân bỏ qua mọi chuyện thì tôi nghĩ là hai gia đình chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Tôi nhờ ông an ủi Kim Ngân và nói với bà xã giùm. Nhưng khổ nổi, cánh đàn ông mình thì dễ rồi, nhưng còn bà xã tôi thì... Tôi biết anh lâm vào hoàn cảnh này thì cũng khó. Tôi không trách gì ấy đâu. Thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa anh à. Hình như có chuyện gì muốn nói phải không? Tôi rất ngại khi phải hỏi anh điều này, nhưng tôi đang bí quá trời. Anh cứ nói, nếu giúp được anh tôi sẵn sàng. Tôi đang cần một số vốn để làm ăn. Anh có thể giúp tôi. Không lâu đâu, chừng một tháng thôi. Anh cần bao nhiêu? Anh nói đi. 200.000 đô. 200.000 đô thì tôi không đủ. Vì tôi đổ hết vào công trình rồi. Chuyện này gấp gáp quá nên tôi không gom tiền các nhà hàng kịp. Với lại tôi đang thử sức trong lĩnh vực mới.
và đồng thời muốn phết trương thương hiệu cho các nhà hàng luôn. Nhưng tôi có thể giúp anh. Tôi sẽ giới thiệu cho anh một người. Ai vậy? Ông ta là giám đốc ngân hàng. Tôi nghĩ là ông ta sẽ giúp được anh. Vì vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh. Xem ra cơ ngơi anh á cũng không đến nỗi nào. Anh biết đó, làm ăn muốn tồn tại á thì phải khuếch trương lớn, chứ làng nhàng khó tồn tại lắm. Có mỗi cô con gái à, anh làm chi nhiều cho vất vả vậy? Dù là trai hay gái, mình là cha mẹ mà cũng phải lo cho nó chứ anh. Đây là rượu đặc biệt chỉ dành đãi khách quý thôi, mời hai anh thưởng thức. Anh đã coi chúng ta là khách quý thì không có lý do gì để từ chối, đúng không ông Trân? Rất hân hạnh được làm quen với anh. Sao hai anh thấy sao? Là lạ. Ngon. Tôi định đầu tư món độc đắt tiền mà các nhà hàng khác không có, để tạo phong cách riêng cho nhà hàng của mình. Hai anh thấy được không? Tôi mời ông Trần đến đây để giúp anh thực hiện ý tưởng của mình. Ông Trần cũng giống như tôi thôi, anh cứ việc nói thẳng thắn. Thì trước lạ sao quen. Anh coi anh Bình như thế nào á thì cứ giúp tôi như vậy. Anh cần bao nhiêu, trong thời gian bao lâu? Dạ 200.000 đô, khoảng một tháng anh ạ. Anh có cần gấp không? Càng sớm càng tốt. Tôi cũng tin anh như là anh Minh. Ta nên thông danh qua một số thủ tục. Chỉ cần anh hoàn vốn và lại đúng thời hạn cho tôi. Chuyện nên đừng lo, tôi cũng là dân làm ăn mà. Xin mời. Xin mời. Ngân ơi, Kim Ngân. Con định đi đâu vậy? Má, má thấy có đẹp không? Thì đẹp đó, nhưng đây là áo cưới mà. Đúng rồi, đây là những mẫu váy cưới mới nhất ở bên Mỹ đó. Con định làm gì với nó? Đây là quà cưới bạn con gửi về cho con. Nhưng mà đám cưới quản rồi mà. Quản chứ đâu phải là không làm luôn đâu má. Gửi trước cũng có sao đâu. À, hôm nay ba đi gặp bác Bình phải không má? Ừ, thì chắc lại xin lỗi chuyện hôm ra mắt đó mà. Có sao đâu má, đằng nào thì cũng phải làm lại mà. Ừ, bộ con vẫn quyết định lấy Tuấn Anh hả? Má nghĩ còn dễ bị bỏ cuộc vậy sao? Càng khó khăn càng hay má à. Chuyện gì dễ dãi quá thì con cũng không thích đâu. Má nhìn con đi, con vậy mà để thua một con nhỏ bán rau sao? Ba về đó, con xem lại cho má đống sổ sách này. Con xem lại coi phụ má quản lý hai cái nhà hàng cho má đỡ nha. Con quản lý nhà hàng Kim Ngân, ở đó gần nhà hàng của anh Tuấn Anh mà má. Thì tùy con vậy. Ông đi gặp ông Bình về đó hả? Ừ. Rồi ông nói sao? Thì bà còn muốn cái gì nữa? Họ đâu phải là người dựng lên cái màn kịch này đâu. Nhưng mà nhà mình bị mất mặt trước bao nhiêu là quan khách. Hơn nữa con Bình nó lại là con gái. Thì anh Bình anh cũng có nói, để nhỏ đẻ xong á rồi gia đình sẽ giải quyết.
Anh còn nói á, nếu mà Kim Ngân nhà mình mà bị thiệt thòi á, anh sẽ bù đắp xứng đáng khi nó về làm dâu nhà họ. Rồi họ tính sao với mẹ đứa bé? Họ cần á là cần đứa bé, chứ cô ta làm sao đủ tư cách làm dâu gia đình đó được. Thiếu gì cách để họ tống cô ta đi. Vậy cũng được. Tôi tính giao mấy cái nhà hàng cho Kim Ngân nó quản lý, vừa là gánh việc bớt cho mình, hơn nữa nó cũng có cơ hội tiếp xúc với thằng Tuấn Anh. Tôi tính như vậy đó, ông thấy sao? Thì mình cho nó học quản lý, cốt là để nó về nó phát triển cái nhà hàng có sẵn. Nhưng mà tôi tính để lập gia đình yên ổn rồi mới giao cho nó. Thôi, cứ để con nhỏ tiếp cận công việc cho nó quen đi. Ừ, thôi lên nghỉ đi bà. À, trời hôm nay lạnh quá. Anh Trang. Dạ. Hôm nay má con đỡ chưa vậy? Dạ, bác sĩ đã nói có tiến triển khả quan rồi gì. Mà bữa nay lạ lắm. Con đi ra ngoài mua thuốc về, tự nhiên thấy tờ giấy với cái kèm lên cháo. Cháo bầu ngư phải không? Ơ, sao dì biết hay vậy? Như vậy thì đã rõ. Rõ là sao hả dì? Dì có nghe Tuấn Anh nói chuyện của tụi bay. Tự nhiên dì nhắc tới tên anh ta. Anh ta nói gì với dì? Giữa con với anh ta không có còn nợ nần gì với nhau hết á. Con à, con đừng có đổ lỗi cho thằng Tuấn Anh. Thật ra Tuấn Anh nó khó xử lắm. Dì cũng bên anh ta nữa. Con ngồi yên nghe dì nói nè. Tụi bay á còn trẻ con lắm, không có đứa nào chịu thua đứa nào hết á. Thiệt tình tao khổ với tụi bay ghê vậy đó. Chuyện này á dì cũng muốn tính luôn cho má bay. Dạ. Anh Trang nè, con và Tuấn Anh đã làm một chuyện hết sức là điên rồ. Bây giờ tụi bay phải gánh chịu hậu quả đó đó. Con có làm gì đâu, tất cả là do anh ta ép con chứ bộ. Nhưng mà con á là một trong hai vai chính trong vở kịch này, lý ra con phải hoàn thành hết vai diễn chứ. Không đời nào con chịu giúp anh ta nữa đâu. À, anh ta thuyết phục gì đúng không? Trang à, Tuấn Anh nó không như con nghĩ đâu. Chính cậu ta là người trả tiền viện phí cho má con, và còn cho người mang cháo cho má con sáng nay nữa đó. Làm sao gì dám quả quyết điều đó? Trời ơi, thì tao nấu tao phải biết chứ. Thật ra Tuấn Anh cũng là người có tình. Có phải vì anh ta là giám đốc của dì nên dì muốn về phe anh ta đúng không? À, hay là anh ta ép buộc dì phải không? Con biết ngay mà. Ý có nhiều tiền nhiều quyền, rồi muốn làm gì thì làm. Đồ hết dịch. Tuấn Anh đã nói hết đầu đuôi cho dì nghe, và hoàn cảnh của cậu ấy hiện nay. Dì thấy Tuấn Anh là người thẳng thắn và rất đáng thương. Hơn nữa Tuấn Anh nhờ con làm chuyện đó rất có lợi cho con mà. Con không cần. Con thà chịu cực còn hơn. Con á là một đứa bướng bỉnh cố chấp, dì không nghĩ là dì đang giúp một người như con. Nghe nè, con có muốn má con có tiền chữa bệnh không? Con có muốn Đức Long không bỏ học nửa chừng hay không? 10 triệu một tháng, con có biết không? Giờ con nghĩ sao? 10 triệu? Ừ, 10 triệu. Con nghĩ đi, với số tiền này, con có thể trả tiền học phí cho thằng Đức Long, có thể mua thuốc cho má con hàng tháng. Chỉ có một mình con chịu thiệt thòi thôi, nhưng mà con có thể yên tâm, thằng Đức Long không bỏ học nửa chừng. Vậy giờ con phải làm gì? Con phải đóng hết vở kịch con đang đóng, con qua nhà Tuấn Anh ở. Nhưng mà con phải nói sao với má? Miễn là con đồng ý, còn về chuyện má con á để dì lo nghe. Nhưng mà con chưa từng ở chung với người đàn ông nào lỡ anh ta. Con điên. Con nghĩ là Tuấn Anh cần con điều đó à?
Nếu mà cậu ta cần điều đó thì cậu ta lấy kim ngân luôn cho rồi, chứ còn con làm cái gì? Phải không? Con cứ từ từ suy nghĩ những lời gì nói đi. Để con suy nghĩ thêm đã. Ừ. Thôi dì đi về. Con đi nghỉ đi. Mai con còn thay ca cho Đức Long nữa đó. Dạ, dì về. Dì đi nha. Dạ. Uống nước nè. Cảm ơn em trai. Mấy anh ơi, nghỉ tay uống nước nè. Đem lên giùm em trai ơi. Má cầm con cái. Nè anh. Cảm ơn em trai. Anh kia nghỉ tay uống nước đi anh. Nè, vậy là mùa mưa năm nay nhà mình khỏi lo chống ngợp nữa nha. Con sẽ mua cho má một cái tivi nằm coi cho sướng mắt luôn. Chị hai. Hả? Chị hai là số 1 rồi đó. Sau này em có tiền em không quên chị hai đâu. Thôi đi ông tướng, ông chỉ cần lo chăm sóc má giùm tôi là tôi vui rồi. Thích quá má ha. Để làm nhà xong con sẽ mua cho má một cái nệm để nằm cho thật êm nha. Má ơi, vô nhà đi mua rồi. Xuống ơi, xuống nghỉ đi. Xuống ơi, xuống nghỉ đi. Mua rồi đó, xuống lẹ đi để ướt rồi bây giờ. Nhanh lên đi. Thôi cứ để đó đi, ướt hết bây giờ. Ướt em dịch nè. Hợp đồng gì? Cô cứ xem cho kỹ đi. Cô xem có gì thắc mắc không? Tại sao anh không ghi rõ thời hạn là bao lâu?
đến khi nào tôi cảm thấy có thể chấm dứt được. Bộ cô không muốn kiếm tiền từ tôi sao? Nhưng tôi vẫn muốn thêm điều khoản vào hợp đồng. Điều khoản gì? Bộ cô không muốn kiếm tiền từ tôi sao? Anh không được động vào người tôi bất cứ lúc nào. Nếu vi phạm, hợp đồng sẽ chấm dứt ngay lập tức. Nhìn lại mình đi, con dịch xấu xí. Dịch con xấu xí cũng có ngày trở thành tiên nga xinh đẹp vậy. Ai dám đảm bảo với tôi là anh không lật lọng như hôm bữa hổm? Dịch thay thiên nga đối với tôi cũng như vậy thôi. Tên tôi đi. Hay là anh có vấn đề về... Nè nè nè. Tôi cấm cô suy nghĩ bậy bạ nghe. Tôi chỉ suy nghĩ theo cái lối thông thường thôi. Nếu cô nghi ngờ thì để tôi chứng minh cho cô thấy. Không còn. Bây giờ anh có định ghi thêm vô không? Tôi nghĩ điều này hơi thừa đối với tôi. Ở đây, khoan đã. Được rồi, thêm thì thêm, có gì khó. Điều kiện thứ hai là số tiền viện phí mà anh trả cho má tôi á, thì từ từ tôi sẽ trả lại cho anh. Còn bây giờ anh ứng trước cho tôi 1 tháng lương. Điều đó không thành vấn đề. Chừng nào thì có thể bắt đầu bản hợp đồng? Tôi sẽ báo lại cho anh sau. Khoan đã, để tôi đưa cô về. Không cần, tôi đi xe ôm về. Ngày tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ghen đùa theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày buồn rình đã nở hoa. Tim ai vui cả cho tình yêu bỗng chớp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, nghe hạnh phúc như về đây. Sao không thấy chiếc xe ôm nào vậy trời? Nhìn lại chú hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời. Mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xin nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Lên xe đi vợ yêu, kéo cảm nắng là ảnh hưởng đến đứa con trong bụng bây giờ. Nè, anh đừng có mà giỡn quá trớn nữa nha. Nè, lên xe đi mà. Mời. Hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.
này mới hợp cho thai nhi chứ. Anh phải học cách chiều vợ mình đi ha. Điều khoản nữa trong hợp đồng: bất cứ khi nào anh chở tôi bằng chiếc xe này không được chạy quá 40 km/h. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Thì xóa sổ hai chữ hợp đồng. Biết chưa? Coi như lần này tôi nhường cô đó. Bây giờ đi theo tôi. Đi đâu? Anh luôn mơ ước một lần cho giây phút ấy thật gần để anh được nói với em rằng em như thế nắng mặt trời lòng em ánh mắt nụ cười làm anh thấy yêu đời. Người ơi người có biết thế gian như ngừng quay trong giây phút này. Dạ chào anh. Anh đưa tôi tới đây làm gì? Giúp cô mở rộng tầm mắt. Cảm ơn. Bây giờ tôi muốn về nhà. Khoan đã, cô chưa xong việc ở đây đâu. Việc gì nữa? Qua đây. Em ơi, lấy tôi bộ này. Dạ. Cô vào thử đi. Tại sao tôi phải thử? Cô định mặc như vậy tới gặp nội tôi hả? Thử đi. Thử đi. Anh cười gì? Thôi cô nhanh lên đi, tôi còn nhiều việc phải làm. Đi làm xa hả con? Má, má cứ yên tâm đi. Công ty của con làm là công ty nước ngoài lớn lắm. Còn má nữa, còn yếu lắm. Má ráng giữ gìn sức khỏe nghe. Uống nước đi má. Làm xa gia đình con phải nhớ giữ gìn bản thân nữa nha. Thôi để má ngồi dạ. Lát má ngủ nha. Má ăn cơm rồi hả chị hai? Chị mới gì cho má uống thuốc? Chắc má đi đường á, má mệt. Chị hai, chị sao vậy? Chị đâu có sao. Không có sao, sao mà chị buồn muốn khóc vậy?
Tại chị thương má. Hay là chị hai giấu em chuyện gì phải không? Chị gái thiệt đi, hay là có anh nào lường gạt tình cảm của chị phải không? Thầm bậy nè. Điên quá. Chị mới vừa kiếm được việc làm, thu nhập cũng khá, đủ tiền để mua thuốc thang cho má với lại cho em đi học. Nhưng mà phải đi làm xa má với em. Nhưng mà nếu như vậy thì chị phải vui lên chứ. Sao mặt chị buồn so vậy? Nhưng mà chị làm gì? Chị làm dâu. Không phải. Trái dâu ở Đà Lạt mình á. Chị làm cho một công ty chế biến dâu xuất khẩu. Chị làm quản lý nông trại cho người ta. Nếu vậy chị phải vui lên chứ. Chị không được ở bên cạnh má với em nữa. Sao vậy? Em khùng quá. Thì chị đi làm xa chứ sao. Chị lo cho má lắm. Em nữa. Sao rồi tụi con? Dì Năm. Nè, mấy đứa, má tụi bay sao rồi? Dì Năm qua chơi, má còn nằm trong phòng á. Sao mặt mày buồn dữ vậy? Má con ăn uống gì chưa? Má con mới ăn cháo rồi ngủ thiếp đi đó. Chị thấy má bay khá lên nhiều rồi đó. Bay yên tâm đi làm đi. Dạ. Dì Năm, chị hai con sắp đi làm xa rồi đó. Làm cho công ty nước ngoài gì á. Tiền nhiều lắm á. Đúng rồi đúng rồi. Đi làm cho công ty nước ngoài á, tiền nhiều lắm ha. Ủa, như vậy? Sao mặt buồn hiu vậy? Nhưng mà con muốn với ai làm xa đâu. Với ai làm xa rồi không ai đấu khẩu con hết á. Trời đất ơi. Ông lớn rồi. Ông cứ đeo bám chị của ông hoài làm sao nó đi làm ăn nổi. Cái mặt mà như đưa đám vậy à. Nhưng mà con có thể kiếm tiền phụ với ai mà. Con không thích với ai đi xa vậy đâu. Nè, bây giờ á, cái việc của cậu á là cậu phải học hành cho thằng Tài, để chăm sóc cho má nữa. Bệnh của má tụi bay á là bệnh cả đời, chứ không phải một ngày một bữa đâu. Bây giờ chị hai mày á đã kiếm đủ tiền rồi, thì con phải ráng học hành để đừng phụ công của chị hai, hiểu chưa? Dạ. Thôi chết rồi. Dì về ghé. Dạ. Dì đi ghé. Dì Năm về. Dì về. Em cầm tiền mà xài, có gì cứ gọi cho dì Năm. Cầm đi. Cầm đi. Em không có lấy đâu. Chị cứ giữ đi, em tự lo cho mình được mà. Đừng có lo cho chị. Bây giờ lương chị cao lắm. Hay là chị để dành mua cho em chiếc xe gắn máy ha. Thôi em không chịu đâu. Em thích đi xe đạp hơn à. Đi xe đạp nó khỏe. Còn phải chở bạn gái nữa chứ. Nhưng mà đi xe đạp chở bạn gái nó mới lãng mạn. Chị ăn cơm đi. Em ăn đi.
đi. Con chào nội, con chào ba. Dạ, hôm nay giám đốc Trẻ mới có thời gian ăn sáng ở nhà đó nghe. Kìa ba, con không thích ba gọi vậy đâu. À, điều này chắc nội có tin vui quá. Dạ con mời cậu uống sữa. Sao nội nhìn con dữ vậy? Nội chờ câu trả lời của con đó. Hành Trang đồng ý về nhà mình rồi. Vậy hả? Dạ. Ôi, chừng nào nó về? Chắc cũng chỉ nay mai thôi. Vậy là má thỏa mãn rồi nha. À, nhưng mà Hành Trang về thì sẽ ở phòng nào hả nội? Ôi cái thằng, thì ở phòng con chứ ở phòng nào nữa. Nhưng mà nhà mình có nhiều phòng lắm mà. À, hay là cho Hành Trang ở phòng sen được không? Hả? Dạ, dạ được á. Mà nhưng mà không, không không có được cậu ơi. Sao không được? Con á, tối con ngủ á, con hay ngái lắm. Rồi con đạp tùm lum hết à. Đỡ mà con đạp trúng. Trời ơi, làm sao mà em đẻ ra em đền cho cậu kịp. Không có được, không có được đâu cậu ơi. Bà thầy nó nói đúng á. Người bầu bì như Hạnh Trang làm sao mà ở chung với nhỏ này được. Cái thằng này, dù sao hai đứa cũng đã còn ngại ngùng gì nữa. Hơn nữa nội con cũng đã chấp nhận Hành Trang về đây. Có nghĩa là nội và ba đã chấp nhận rồi. Tất nhiên nội và ba con sẽ có trách nhiệm thưa lại với dòng tộc họ hàng. Nhưng về phía con á, con cũng phải có trách nhiệm với cái thai. Phụ nữ mang thai rất cần sự chăm sóc, nhất là đêm hôm khuya khoắt. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Hơn nữa theo nội tìm hiểu á, trong thời gian đứa bé hình thành thì nó rất cần sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Con biết không, người ta nói là hằng ngày cha mẹ phải nói chuyện với nó, phải tâm tình, thậm chí còn cho nó nghe nhạc nữa. Đó, con thấy không? Thì phải như thế thì đứa trẻ sinh ra thể chất nó mới tốt được. Mà nội muốn chắc con nội sinh ra phải khỏe mạnh, thông minh. Con có hiểu không? Thôi, má cứ ăn nha, con lên chuẩn bị đi làm. À, con đi đi. Ba đi nghe con. Ba đi. Chắc lát nữa nội sẽ phải đi sắm ít đồ. À, Tuấn Anh à, nội cần phải gặp người đỡ đầu của con nhỏ. Ăn từ từ thôi.
Con sao không? Con không sao. Nhưng mà gặp làm chi vậy nội? Để cô ấy tự tới đây là được rồi. Hay vậy đâu có được. Tụi bay trẻ con, tiền trảm hậu tấu, nói vậy mà nghe được à? Người lớn cũng phải đứng ra để nói chuyện vài câu chứ. Nhưng mà con nhất thiết phải như vậy không nội? Nội chỉ muốn Hạnh Trang và người đỡ đầu của nó hiểu rằng gia đình mình chấp nhận Hạnh Trang chỉ vì đứa nhỏ thôi. Thôi, xin phép con đi làm nha. Ơ kìa, con đã ăn đâu? Tròn đi. Bây giờ chúng ta hát nha. Trên giờ sương long lanh, đèn bước bơi bơi trên cành hoa rừng rừng. Mày chim xinh xinh hót trên đồng cây xanh xanh. Mọi người phải ghi nhớ, lý lịch của Hạnh Trang là trẻ mồ côi đang sinh sống tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Buổi sáng đi bỏ rau, thời gian còn lại chăm sóc các em nhỏ. Nhưng mà tôi không hiểu. Trời ơi, đó là đề phòng trường hợp. Đầu tôi có hỏi về cuộc sống của hai người, cho nên chúng ta phải thống nhất như vậy. Hành Trang nè, má con mà biết được mình bịa đặt chuyện này chắc chết quá. Cả ba chúng ta không ai nói ra thì làm sao ai biết được. Phải nhớ, dì và Hành Trang đáng phối hợp với nhau cho tốt. Có thể nội tôi sẽ hỏi nhiều đó. Nhà đi gì nữa? Nhà to quá, nhìn lắm. Giờ sao đây? Vô luôn chứ sao vậy? Lễ đã xong, xin mời các ông các bà uống nước. Dạ mời bác. Cô là người đỡ đầu và nuôi nấng Hạnh Trang. Dạ phải. Dạ thưa bà, Hạnh Trang thiệt thòi từ lúc nhỏ. Con nhỏ luôn chăm chỉ và hay giúp đỡ mọi người, đặc biệt là trẻ em trong cô nhi viện. Hằng ngày làm giỏi, chiều nay cô có quà nha. Con làm giỏi thì tiếng có quà đó. Đây đây, mấy đứa qua đây cũng có quà cho mấy đứa đây. Đây, nè, từ từ, ai cũng có phần thôi. Đây, đây, cầm lấy. Nè, con nè. Đây, từ từ, đừng chen lấn, đừng chen lấn, ai cũng có phần hết. Nè, của con đây. Đây,
cầm lấy. Đây, còn một cái cuối cùng. Đây, rồi, các con đi chơi đi. Quà quên đâu? Em nhắm mắt lại đi. Rồi. Dạ, thưa bà. Nội không ngờ các con quen nhau trong một hoàn cảnh lãng mạn như vậy. Chắc cô đã biết chuyện của tụi nhỏ. Dạ. Thưa các ông bà, như các ông bà đã biết, hai cháu nó tiền trảm hậu tấu, đã ảnh hưởng rất lớn tới gia phong của gia đình chúng tôi, cũng như dòng tộc ta. Việc này không thể bỏ qua. Nhưng tôi nghĩ gia giáo cũng không đồng nghĩa với việc từ chối đứa trẻ. Vì vậy gia đình chúng tôi chấp nhận cho đứa trẻ như một thành viên trong gia đình, và để cho cháu hưởng tất cả những quyền lợi mà cháu đáng được hưởng. Tôi nghĩ vậy cũng phải đó. Tôi nói vậy chắc cô hiểu ý tôi chứ? Dạ. Dạ, cảm ơn bà. Nhưng tôi cũng phải nói ngay, chúng tôi đưa Hạnh Trang về nhà ở là để tiện cho việc chăm sóc. Nhưng nếu Hạnh Trang tỏ ra không xứng đáng thì sẽ bị tước quyền làm mẹ ngay sau khi đứa trẻ được sinh ra đời. Và gia đình chúng tôi có đầy đủ điều kiện để làm việc đó. Vì thế cho nên tôi mong rằng các ông bà và cả cô Năm thống nhất quan điểm này. Chúng tôi cũng đồng ý trong quan điểm này á. Dạ. Đúng vậy đó. Mời các ông các bà uống nước. Dạ. Dạ. Dạ con mời bé. Xin mời. Con mua bộ váy này đó. Dạ. Con mua cho cô ấy. Phụ nữ có thai không nên mặc quần áo chật như vậy. Dạ, con sẽ rút kinh nghiệm thôi nội. Dạ. Dạ thưa bà, Hạnh Trang nó còn khờ lắm, chắc làm phiền bà phải chỉ dạy cho nó thật nhiều. Nếu cháu nó còn làm điều gì sai, xin bà bỏ qua cho ạ. Đây là chút lễ của gia đình chúng tôi. Dạ. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Cô Năm cứ nhận đi, đây là lòng thành của gia đình. Cô nhận đi cho chắc của tôi được suôn sẻ. Dạ, xin cảm ơn bà. Dạ thưa bà, có lẽ mọi việc đã xong, xin phép các ông các bà tôi về. Để con đưa dì Năm về. Dạ thôi khỏi giám đốc, tôi về được rồi. Con cũng có công việc phải ghé nhà hàng mà. Xin phép nội, xin phép ba, xin phép các ông bà. Dạ xin phép. Dạ. 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 Sang. Dạ. Đưa quà ra xe. Dạ. Con. Dạ. Anh Trang, con tính đi đâu vậy? Dạ, xin phép nội cho con tiễn dì Năm về. Sẽ hay sao trên trời mà nào có biết rằng. Dạ. Hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh lá vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người nay chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời đi thế. Ở lại cẩn thận nha con. Nhưng con sợ lắm dì Năm. Lỡ cởi lên cọp rồi thì con phải ráng thôi. Dì
tin vào tài ứng biến của con mà. Nhưng mà ráng nha con. Sao trên trời mà nào có dạ. Biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều đi thôi gì đâu. Dạ mà tôi tìm gì đi ra dạ. Bỗng thấy yêu đời quá nè. Yêu ngày sẽ nắng vàng. Anh tính để tôi ở một mình hả? Thời gian hạnh phúc đâu tôi khó tính lắm đó. Yêu sao những tiếng cười. Cô nên nhớ cái này cũng có trong điều khoản của hợp đồng đó. Chẳng có lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Nè ăn đi. Nè qua đây ăn nè. Nè nè. Chị để tôi làm cho. Ý, cô đừng có làm vậy. Tôi làm cho đỡ buồn á mà. Dạ thôi, đây là công việc của em. Bà mà thấy á, là không có tốt đâu. Hạnh Trang, không vô, còn đứng đó làm gì nữa? Không nghĩ đến sức khỏe của mình thì cũng phải nghĩ đến đứa trẻ chứ. Dạ. Các ơi, nhà mình có một thành viên mới nè. Nói đi, nói tên đi. Hạnh Trang, Hạnh Trang. Nói đi ké, mẹ lên. Sáng sớm sáng. Hạnh Trang. Sáng sớm sáng. Nói đi, sáng sớm sáng. Nói cái gì vậy? Chào cô, làm ơn cho tôi gặp giám đốc. Xin lỗi ông có hẹn trước chưa ạ? Có, tôi tên là Nam. Dạ, xin ông vui lòng đợi một lát ạ. Em nhớ ghi địa chỉ rõ nha. Dạ, thưa giám đốc, có ông Nam muốn gặp ạ. Được rồi, mời ông ấy lên phòng tôi. Dạ. Cái này em ở quầy số 2. Mời vào. Xin chào. Chào anh. Mời anh ngồi. Dạ. Tôi vừa mới ký xong, anh xem qua. Dạ. Anh thấy có gì cần điều chỉnh không? Dạ không. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh dùng trà đi. Cũng là chỗ quen biết cả thôi mà. Anh biết không? Làm ăn á, hơn nhau là thời cơ. Nhiều khi á, món ngon bày trước mặt mà không có tiền thì đành chịu. Anh cầm hồ sơ này xuống tầng 1. Họ sẽ làm thủ tục cho anh vay vốn. Vậy nha. Cảm ơn anh nhiều. Hẹn gặp lại anh sau. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Mãi mê ganh đùa theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi mong sang ngày xinh đã nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây.
Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhói nhói thường ngày. Mà tôi tìm mãi nơi phù du, bỗng thấy yêu đời qua, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc nên nhẹ nhàng, yêu sao như tiếng cười. Và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Đây mời vào. Để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tanh sang ngày hôm dinh đã nở hoa. Tim ai đây cả từ ngày cũng chưa căng. Nhìn sâu anh mắt dịu dàng, ta nghe hạnh phúc về đây. Có lúc tôi buồn bã, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc bên mình là những điều nhỏ nhỏ thường ngày. Mẹ má, má thấy sao? Mẹ em ái quá. Má ước gì má nằm ở đây cả ngày cũng được. Má nằm đi. Trời, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao như tiếng cười. Và những khi bên người, ngày chẳng có lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên con bóp tay cho má nha. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngay trước, con nằm với má nha. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà má nào có biết rằng má sẽ mau hết bệnh thôi mà. Bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày, mà tôi tìm mãi nơi phù du, bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười. Và những khi bên người, ngày chẳng có lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. La 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 la. Làm gì ở trong phòng của tôi vậy? Bọn anh tưởng tôi muốn lắm hả? Nội của anh nói á, là tôi có bầu, phải để cho cha của đứa trẻ chăm sóc cho nó kỹ càng. Nảy sinh vấn đề đây. Bình thường con ngang bướng lắm mà, cô có nghe là ai bao giờ đâu. Anh mặc đồ vào đi, nói chuyện như vậy không có tiện đâu. Nói chuyện có gì đâu. Nói chuyện mà trong lúc anh như thế này hả? Mặc đồ vô. Ai bắt cô nhìn mà ngại chứ. Đây là phòng của tôi, tôi muốn mặc gì là quyền của tôi. Không muốn thì nhắm mắt lại. Cô nhìn gì vậy? Anh cho tôi nhìn thoải mái mà, không có gì đặc biệt hết. Nhưng tôi có những nguyên tắc riêng của mình. Nếu anh không tôn trọng tôi sẽ không làm nữa. Hợp đồng chấm dứt tại đây. Dừng lại. Có chuyện gì nữa? Hợp đồng vẫn được duy trì. Tôi mặc vào đây. Vậy thì được. Chừng nào mặc xong thì kêu tôi.
Xong rồi. Ngồi nói chuyện ở đây mới nghiêm chỉnh. Cô nói đi, tại sao lại ở trong phòng của tôi? Bà nội nói hai vợ chồng không có lý gì phải ở hai phòng khác nhau hết. Với lại tôi đang có bầu, anh là cha đứa bé, anh phải chăm sóc tôi. Trời ơi, lại nảy sinh vấn đề rồi đây. Nè 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 nè, anh tính lẹ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Nè, trời ơi, mai mốt cô ngáp á, cô che cái miệng lại. Con gái phải giữ ý một chút chứ. Thôi được rồi. Đây. Ừ. Con ngủ tạm trên ghế đó đi. Hả? Ngày mai rồi tính tiếp. Con gà trống nữa. Giờ này hằng ngày là mình đã nấu xong nồi cháo cho má và chuẩn bị đi ra vườn lấy rau rồi. Con biết má có đỡ bệnh không nữa. Ừ.
nơi này không thuộc về mình. Lạ quắc, lạ quơ, lạ từng gương mặt cho đến đồ vật. Chán quá à. Trang, cô làm gì mà mầm lên vậy? Tôi đang tắm. Mau lên, mau lên đi. Nè nè. Được rồi, chờ tôi chút đi. Lên đi. Sắp xong rồi, để tôi chốt. Cái này nữa. Có mau lên không? Xong rồi nè. Mời nội. Đứng anh sao lâu vậy? Dạ, anh đang tắm đó nội. Hạnh Trang. Hả? Cô sao vậy? Mọi người hỏi cô ấy đi. Dạ, con đâu biết gì đâu. Ai cho cô sử dụng toilet của tôi? Tôi cấm cô sử dụng toilet của tôi đó. Tuấn Anh nè, sao con lại không cho Hạnh Trang sử dụng toilet trong phòng? Không lẽ con nói với vợ con sang sử dụng phòng 3 hay phòng của bà nội khi có nhu cầu sao? Thì sử dụng toilet ở dưới có sao đâu. Nó đang mang bầu, đêm hôm lên xuống làm sao tiện được. Giả lại thì hai đứa thì còn ngượng ngùng xấu hổ gì nữa chứ. Con không có ngại ngùng hay xấu hổ gì hết. Nhưng cổ á, con phá hết mỹ phẩm của con rồi. Trong phòng tắm á, nào là kem cạo râu nè, kem xịt tóc, xà bông nữa. Em xin lỗi, em sẽ mua đền anh cái khác. Xin lỗi à? Vậy còn cái mông của tôi thì sao? Ngày mai á, tôi kêu thợ tới làm thêm một cái toilet nữa.
Trang à, sao con lại phá đồ của Tuấn Anh vậy? Dạ con đâu phá đâu. Con không phá mà sao Tuấn Anh nổi nóng chứ? Con biết nên con tắm hết. Tắm một lần mà dùng hết bấy nhiêu xà bông hả con? Dạ tại con thấy trong phim nó làm vậy á. Với lại con thấy cái nào cũng thơm hết, con trộn lên hết luôn. Còn thiệt tình. Dạ vô đây nồng mày. Tiếp đồ đi mẹ. Dạ từ 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 từ. Dạ bên đây nồng mày. Lấy hộp này cho cậu. Dạ. Trời ơi. Có kinh nói. Cô này chắc bị khùng mới nổi. Mẹ ơi con muốn ăn cái chiên chiên á. Mới ăn qua rồi mà. Không có ăn đâu. Nè sao vậy? Bộ con lạnh hả? Dạ không. Mua gì thì lựa lẹ đi hả? Dạ. Đền cho Tuấn Anh những gì con làm hư hồi sáng đi. Dạ. Chọn nhanh lên rồi còn sang hàng khác. À lát nữa nội đưa con đi tới tiệm bán đồ sơ sinh và đồ bầu nha. Ờ dạ. Để Tuấn Anh đưa con đi được rồi nội. Vậy cũng được. Chọn lẹ lên rồi ta đi ra ngoài ăn nhẹ rồi con đi tiếp. Có dùng đó nữa hả? Dạ cô muốn làm gì ạ? Dạ chỉ có nội tôi làm thôi. Dạ bà muốn làm kiểu gì ạ? Hãy làm cho cô ấy đẹp hơn, sang trọng hơn. Dạ. Dạ thôi nội làm đi. Thì con cứ ngồi đi. Chị ngồi đi chị. Chị ngồi đây nha chị. Làm cho cô ấy ngay đi. Dạ cô yên tâm ạ. Dạ chị cứ ngồi dựa vô đi ạ. Nhà mình thường xuyên có khách, không nên để cho họ nghĩ là Tuấn Anh nó chọn lầm người, ít nhất là bề ngoài. Con có hiểu không? Dạ. Chị ngồi thẳng lên chị. Nhắm mắt lại đi chị. Chị ngồi yên chút nha. Cậu Tân, bao giờ cậu đi?
Nếu có tiền mai em sẽ đi. Lần này mình lấy số lượng lớn như vậy, lỡ hải quan phát hiện mình phải mất trắng à? Anh yên tâm đi, em đã nói với họ đây là đoàn nghiên cứu động vật quý hiếm chứ không phải là đi buôn lậu. Họ nói nếu mình có nhu cầu họ sẽ cung cấp hàng đều đều cho mình. Phải công nhận loại này dùng được. Các quan chức bây giờ ăn nhậu nhiều nên trong người mang nhiều bệnh lắm. Nhà hàng mình mà có những thứ đó, vừa ăn nè, vừa nhậu nè, vừa trị bệnh nè, ai mà chẳng khoái. Cậu lấy hết chỗ này cho tôi. Khoảng chừng nào cậu về? Thì mình phải phụ thuộc vào họ thôi. Khi nào qua biên giới em sẽ điện về cho anh. Nhớ cẩn thận nha. Dạ, thôi em phải đi đây. Mời vào. Ông đưa tiền cho nó rồi hả? Ừ. Không phải tôi nói gỡ, nhưng tôi thấy lần này sao á, thà là ông đầu tư vào các nhà hàng một cách bình thường còn hơn là ông lao vào những việc mạo hiểm như vậy. Lỡ bà cái im cái miệng ông mắm muối bà lại không? Công việc chưa làm bà đã cản rồi. Tôi đã quyết rồi, bà đừng có can dự vào. Thôi thì kệ ông, tôi không tội gì mà lấy dây buộc mình nữa. Bên phòng kế hoạch đưa ra bản kế hoạch của các nhà hàng tháng này, ông xem rồi duyệt chi cho họ. Tháng này cắt hết mọi kế hoạch, cứ làm bình thường thôi. Khi nào hàng về á, tôi sẽ có kế hoạch quảng bá. Nội đi đâu mà lâu về quá vậy bác? Chắc đi mua sắm gì đó. Bác gọi điện thoại mà không có thấy bắt máy. À, dạo này nhà hàng của anh Tuấn Anh làm ăn được lắm hả bác? Bác cũng bận quá, chẳng hiểu Tuấn Anh xoay sở ra sao nữa. Giá mà mọi việc êm thấm, con về giúp nó thì tốt quá. Sau khi đám cưới được tổ chức chính thức xong, con muốn hai nhà hàng sáp nhập làm một để dễ phát triển hơn. Bác thấy sao? Nói thiệt, bác muốn thằng Tuấn Anh theo ngành xây dựng của bác, nhưng nó học quản lý nhà hàng. Nó muốn làm nhà hàng với những kiến thức nó đã học được thì đành chịu ý nó vậy. Con cũng học chuyên ngành đó. Nếu đỡ được Tuấn Anh trong việc này thì nó có thời gian để giúp đỡ bác trong chuyện làm ăn. Dạ. Hay là bác tạo điều kiện cho tụi con làm ăn chung một thời gian để dễ gần gũi hơn. Bác sẽ hỏi Tuấn Anh về vấn đề này. Bác rất cảm ơn con về tình cảm con đã dành cho nó. Dạ. Chắc là nội về rồi đó. Dạ. Má. Con chào nội. Con tới chơi xong gọi điện báo trước cho nội. Con chờ nội từ hồi chiều tới giờ rồi đó. Nội ơi, con có mua cho nội một mẫu áo mà nội rất là thích nè. Ôi. Đẹp quá con. Dạ. Đây là gì? Như vậy là sao hả nội? Là sao hả bác Bình? Một mặt bác vẫn muốn con dành Tuấn Anh, mặt khác bác đưa cô ta về để ở. Chẳng cách nào, con là người ngoài của gia đình rồi. Con Hành Trang, lên thay đồ đi. Dạ. Nội và ba Tuấn Anh cũng rất là khó xử trong chuyện này. Con cũng thông cảm. Nội đón Hạnh Trang về đây không có mục đích nào khác là để bảo vệ đứa trẻ.
Nội hứa là sau khi cô ta sinh xong thì gia đình nội sẽ đền bù cho cô ta một số tiền để cô ta để đứa bé ở lại. Nhưng mà nội biết không, ngày nào cũng phải chứng kiến cô ta ở bên Tuấn Anh, làm sao mà con chịu nổi. Xin phép nội và bác con về. Tội nghiệp con nhỏ má, chắc nó bị sốc. Nhưng chẳng lẽ mình lại dứt chắc nội của mình ra đường? Tất cả là cũng tại lối sống buông thả của thằng Tuấn Anh. Con sẽ đồng ý cho nhà hàng của thằng Tuấn Anh sáp nhập với nhà hàng của con Kim Ngân. Sáp nhập? Dạ. Con định trừng phạt Tuấn Anh đó à? Phải cho nó lớn lên má, chứ cứ đụng bọc nó hoài vậy nó ý lại. Con tạo ra sự khó xử cho Tuấn Anh, nó sẽ nói sao với Hạnh Trang? Thôi được rồi, con sẽ nói chuyện với Tuấn Anh trước. Như vậy thì anh ta hết cằn nhằn mình nữa rồi. Mình đã mua gấp đôi mà. Cô xong chưa? Rồi, sắp xong rồi, đợi xíu. Để lẹ lên. Từ từ đi. Cả ngày ở nhà không tắm, cứ canh đến giờ tôi đi làm về tắm là sao? Làm ơn lẹ lên đi. Nhanh lên. Để lẹ lên. Rồi, biết rồi, đợi chút xíu đi. Hối hoài. Lâu dữ vậy trời. Xong chưa? Sắp xong rồi. Xong rồi nè. Anh thấy tôi đẹp không? Cô làm cái trò gì vậy? Cô nghĩ như vậy là đẹp sao? Chỉ mua mỗi đồ dùng của mình thôi sao? Tôi mua đồ anh cho anh rồi đó. Đây là đồ con gái. Tôi đâu có biết đâu. Anh sẽ đỡ đi. Mới giờ này mà cô đã ngủ rồi sao? Thì tôi phải đi với bà cả ngày nay mỏi chân lắm. Anh làm cái gì vậy? Cô xuống lấy cho tôi cái gì ăn đi. Anh tự đi đi. Ở đây tôi là chủ hay cô là chủ? Cãi không à? Thank you.
Đồ ăn đâu? Không còn gì hết đó. Sao lại như vậy? Thì nhà anh có bao giờ ăn lại đồ cũ đâu. Vậy thì cô phải nấu chứ. Gì vậy? Anh ăn đỡ cái này đi. Ở đâu ra vậy? Nội anh mua. Tôi thấy có mùi lạ lạ. Có mùi gì đâu. Không ăn tôi ăn á. Ăn thử coi. Thôi, từ đây. Vậy là mất tiêu bữa ăn sáng. Cô dậy sớm quá hen. Ờ, tôi quen rồi, không ngủ nướng được. Dạ. Bữa nay để tôi nấu bữa ăn sáng cho cả nhà nha. Ý, đâu có được. Cô làm vậy á là bà làm chết làm sao? Không có sao đâu, còn sớm mà. Không có được. Được. Cô Hành Trang, không sao đâu, để tôi nấu cho. Sen đâu? À, dạ. Dạ, tại cô cứ đòi làm á. Dạ, tại con muốn làm. Để con lên nói Tuấn Anh xuống ăn nha nội. Dạ. Má kiếm được cháu dâu giỏi nội trợ đó. Nó cứ yêu thương thằng Tuấn Anh là má vui rồi. Anh Tuấn Anh ơi. Anh xong chưa? Làm sao mà xong nổi. Anh bị gì vậy? Bị cô Hải đó. Anh nhanh lên nha, nội với ba đang chờ đó. Dạ con mời nội. Dạ con mời bác. Món gì mà ngon quá vậy? Tại con thấy cả nhà ăn đồ Tây nhiều nên ngán. Con làm
món bún khô với lại tôm nõn cho nội với ba ăn thử. Một cái đường ăn. Ủa, con sao vậy? Mọi người hỏi cô ấy á. Con hôm qua cô ấy cho con ăn bánh mà con phải ôm toilet cả đêm, đến bây giờ vẫn chưa đỡ đó nội. Con con xin lỗi. Con xin lỗi. Con biết. Thôi, nội với lại ba con đi ra ngoài ăn sáng cũng được. Sáng nay nội cũng có việc. Mọi người có giận tôi không? Cô Hạnh Trang đừng có lo, bà khó tính vậy thôi chứ bà không có giận ai đâu ha. Ở nhà vậy hoài tôi chán quá. Buồn ơi ta xin chào mi. Khi tình yêu gió cánh bay đi. Làm nhà. Trang ủi đồ hả? Dạ, em ủi đồ. Tôi làm được. Ủi với phòng của em á. Của bà rồi. Cái gì vậy? Ba. Sao rồi? Công việc ở nhà hàng con như thế nào rồi? Dạ vẫn bình thường ba. Hôm rồi Kim Ngân có đến đây, nó muốn ba hợp nhất hai nhà hàng lại với nhau. Con thấy sao? Vậy là sao hả ba? Thiệt ra ba thấy có lỗi với nó. Cái gì xảy ra trong bữa tiệc hôm đó, việc đưa Hạnh Trang về đây ở, hơn nữa con với nó học cùng một chuyên ngành như vậy tiện hơn. Khi hợp thức vốn, lãi suất lợi nhuận có thể chia theo phần trăm. Ba, nhưng mà con đâu có lấy Kim Ngân đâu. Nhưng trước sau gì hai đứa cũng lấy nhau. Con nghĩ Hạnh Trang có thể trở thành con dâu nhà này sao? Sau khi Hạnh Trang sinh xong á, ba sẽ nói chuyện với nó. Kìa ba.
mời nội xuống ăn cơm. Nội, hai cha con có chuyện gì vậy? Nội à, con xin phép nội, con xin phép ba cho con được toàn quyền quản lý cũng như quyết định tại nhà hàng. Ủa, hồi nào tới giờ vẫn vậy? Con có điều gì phật ý sao? Con đang hết lòng hết sức với nhà hàng, nên ba hãy để cho con được toàn quyền quyết định. Con sẽ nợ ba số vốn ban đầu mở tại nhà hàng, và con hứa sẽ trả lại cho ba mà. Ma, con tính để nhà hàng của Tuấn Anh đó sáp nhập với nhà hàng của Kim Ngân. Ủa, má đã nói rồi mà, sao con vẫn làm vậy? Má ủng hộ Tuấn Anh, nếu cần nội sẽ ứng cho con một số vốn để cho con tự lập. Con cảm ơn nội. Con muốn tự lập vì dù sao con cũng có một gia đình riêng, và con cũng muốn được chăm sóc cho gia đình nhỏ này. Thật ra ba chỉ muốn có người giúp đỡ con thôi. Nhưng mà có Hành Trang giúp đỡ con mà. Dạ, con cũng muốn đi làm. Con còn lâu mới sinh, ở nhà hoài cũng chán á ba. Nội đồng ý cho con ra nhà hàng đó. Nhưng ba, ba muốn Hạnh Trang ở nhà dưỡng thai mà. Ba đổi ý rồi, nhưng cũng đừng để cho Hạnh Trang làm nhiều mà ảnh hưởng đến thai nhi. Dạ, con biết rồi mà. Anh đừng có lợi dụng nha. Ý con nói là ảnh đừng có lợi dụng đứa trẻ để ra điều kiện với ba anh ha. Thôi hai đứa ăn cơm đi con. Dạ. Ba, để con bớt cơm cho ba. Nội. Cảm ơn con. Ba anh dính gì nè? Đâu có gì đâu. Dính chặt quá. Hai cái đứa này thiệt à. Cô tìm dùm con loại giải giống này đi cô. Tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Có phải cái này không cô? Sang đây vòng xinh đen hoa, tiếng ai vui ca cho từng yêu bỗng chớp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngày trôi hững hờ. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày sẽ hăng vàng. Con làm gì đó? Dạ con, con, con qua coi nội ngủ chưa. Ba Ubi mà đi đứng kỳ vậy? Mm-hmm.
Cô làm gì mà lâu vậy? Tại nội chứ bộ. Tuấn Anh, chờ nội một chút. Dạ. Ôi, con định đưa hành trang đi làm bằng xe này hả? Dạ. Trời, nó bầu bì như vậy mà con để nó ngồi nhông nhỏng trên xe này hả? Lấy xe hơi mà đưa nó đi.